Riêng được rồi. Đấy. Thể thao, cái nguyện vọng của một bạn mà quay lại cái đôi triệu tám này thì em cũng lên video cho nó cụ thể. Đấy, thì đây là giống chim, nó là ngực hồng. Đấy, ngực hồng. Và giống chim cũng khá là đầu xanh đuôi xám luôn. Đấy. Giống này thì đều đều là giống chim mà được nuôi. Đấy, nuôi thuần. Đấy, khi quay như này các bạn biết là nó cũng rất là thuần rồi. Rất thuần luôn. Thuần luôn. Đấy. Mà hôm nay thì cũng có một cái câu chuyện rất là vui. Cái tiện thể thì em cũng làm luôn, biên tập luôn một cái video. Thì trong thời gian vừa qua thì em cũng bận với cái việc bán con giống đà điểu và chuột lang, thì đôi khi cái kênh chim bú gáy này em cũng hay sao nhãng. Sao nhãng ở chỗ là mình cũng lười, không hay làm video mà cũng hay không hay cho ra những cái bài chia sẻ những cái giá trị, cho ra những giá trị hoặc chia sẻ những cái giới thiệu những cái con chim hay. Thì hôm nay thì tình cờ là có một khách hàng quen, họ cũng mua một con chim mà đến năm nay năm thứ tư là họ vẫn khoe là vẫn còn đang nuôi, vẫn gáy tốt. Thì họ đi qua thì họ vào thì họ bảo là chim cu gáy là chúng chúng giao phối hoặc là chúng mã nhau, chúng dèo nhau bằng lúc nó chúng bay bay ở trên không. Thế thì ngồi uống nước chè một lúc thì mình cũng có nhìn thấy nó hôn hít trụ mỏ vào nhau, thì mình mới bảo đây này anh đứng một lúc thì anh sẽ nhìn thấy nó mã nhau như thế nào. Thì mình cũng có xem trực tiếp và quay được cái khoảnh khắc đó. Để đính chính cái câu chuyện đấy, thì những các bác nào mà bảo là chim cu gáy mà chúng phối nhau hoặc là chúng dèo nhau mã nhau thì là chúng đều đứng ở cầu bộng chứ không phải là đang bay ở trên không. Đấy là một cái khẳng định như vậy. Thì ở phần cuối video mình sẽ giới thiệu cái khoảnh khắc đó để cho các bác nhìn trực tiếp. Thì cái đôi này nếu như tí nữa bạn bạn yêu cầu quay lại thì bạn ấy sẽ chốt là 1,8 triệu. Đấy, nó nằm trong lẫn cái video từ hôm trước. Đấy. Thì mình cũng chia sẻ đầy đủ những cái hình ảnh để cho bạn ấy quan sát, bạn ấy nhìn lại, làm một cái video riêng về cái đôi này. Đấy. Video riêng. Rất là rõ ràng đúng không ạ? Thì, sau đây mình sẽ ghép một cái video này nữa để cho các bác theo dõi cho nó đầy đủ luôn. À, rất thuần luôn. Đây là con chim mái nhá. Đây là con chim mái nhá. Con chim trống nhá. Đấy, con chim trống thì đuôi dài. Chim trống thì đuôi dài hơn các bác. Đấy. Cái đôi này thì cũng là đơn giá là 2 triệu. Cái con trống này là âm thổ rất là hay, bộ to. Clip này là clip mùng 2 tháng 5 nha các bác nhé. Con trống này thì rất là ok rồi, em đã đeo vòng hai vòng chân ở bên đây chân phải rồi, đôi rất là ok luôn. Đấy. Là clip mùng 2 tháng 5 các bác nhé. Cái con trống này thì em khẳng định với các bác là gù gáy rất là ok luôn, và ghép với con mái nào cũng được, rất là mạnh dạn, rất là thuần. Đấy. Con mái này thì quá thuần luôn. Con mái này đẻ coi là gần như là bắt đầu khai thác thôi. Đấy. Của mùa năm nay nhá, chứ không phải chim già đâu các bác nhé.
Em view lại gần gần một chút cho các bác nhìn rõ tướng tá của cái con chim trống này. Riêng con chim trống này nó thực sự là nó cũng trị giá đi cái mức độ cái cung tiền 2 triệu rồi. Đó. Như con chim trống này đánh giá rất cao về cái âm của nó, âm rất to rất rõ, và con này rất chịu khó gáy luôn. Đó. Rất chịu khó hơn. Cứ tách ra là gáy luôn, để sinh sản thì nó cũng hạn chế gáy các bác. Là đôi mùng 2 tháng 5 này là 2 triệu các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cái đôi này nữa. Đôi này thì khá là to đẹp, cực kỳ to đẹp luôn chứ không phải là khá nữa. Đôi này thì em để là 2 triệu rưỡi các bác nhé. Đôi này là 2 triệu rưỡi luôn. Huỳnh cường màu vàng được đắp ở trên bả vai, đằng gáy, dưới phần cổ. Còn đây là đôi này thì rất là ok, không bao giờ có cái sự chõm chọe nào nhau à. Đấy. Rất là ok luôn. Ở cuối video thì em sẽ quay cái đoạn clip mà một đôi chim sinh sản nó mã nhau trong tư thế như thế nào để cho các bác và anh em cùng xem. Có thể là em để trên đầu video này, cũng có thể là em để cuối video, hoặc để cả hai, cả đầu cả cuối. Đôi chim rất là đáng đáng với cái mức 2 triệu rưỡi. Đôi chim này em đặt tên là clip mùng 3 tháng 5 nhé, mùng 3 tháng 5. Đó, đôi chim rất to luôn, rất to luôn. Rất thuần. Rất thuần luôn. Đấy. Bắt đầu gáy ba đôi chim rất đẹp luôn.
nắng mùa hè phải dùng cái mái che các bác ạ. Đây là cái này là em hay quên cửa thì em phải làm cái này nó buông xuống. Đấy. Đi ra phát là tự nó buông vào buông xuống luôn. Đấy. Nếu mình cẩn thận thì mình nhớ mình đóng cái này vào. Còn nếu mà không nhớ đóng thì chim nó cũng không ra được, gà nó cũng không ra được. Đấy các bác ạ. Đấy. Ok, xin chúc các bạn có được những cái niềm vui từ những cái chú chim cu gáy của các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.